Cúng hiến trà.
cúng hiến hoa. Thank you.
con kính mời sư phụ của chúng con lên dâng hương cho cha mẹ và tất cả chư Phật. Xây lại. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cha. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cha. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thế Mẫu. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thế Mẫu Vô Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thế Mẫu Vô Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Phật Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mohammed Giáo Chủ Hồi Giáo. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu Âu, Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Nam mô Long Mẫu. Nam mô các tỷ tỷ công chúa, Ngũ Long công chúa, các thái tử Long Cung, các chư vị thần thánh ở Long Cung thủy giới. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sư phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An sư phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Khái Phất Sĩ Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Tiên Ông. Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương. Nam mô Đại Tỳ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô Tứ Đài Thiên Dương. Nam mô chư vị Thánh Thần Long Cung Thủy Giới. Nam mô các sư tỷ Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc Đại Tỳ Tỷ. Nam mô chư vị Thần Hoàng Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa, chư vị Thánh Thần Năm Non Bảy Núi, ông vua bà chúa tứ phương tám hướng mười hai phương toàn cõi nước Việt Nam. Nam mô tất cả các vị chư vị thánh thần của các nước cùng năm châu bốn biển trên toàn cõi địa cầu này. Nam mô đệ nhất đệ nhị thần rồng Thất Sơn Núi Cấm, Huỳnh Long Thanh Long. Nam mô Thích Long Bạch Long, như vị thần núi
vị Long Thần núi Thiên Long Sơn. Nam mô các vị Thánh Thần Thủy Thiên Long Giang, Thiên Long Cung, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Dạ, thưa ngài hộ. Nam mô Đức Thầy. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Trận Đạo, Đức Đại Thánh Dương Chọt Qua Sông Tăng, Đức Đại Thánh Quang Đế Công, Đức Đại Thánh Trần Quang Khải, Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt, Đức Đại Thánh Giang Nguyễn Thái Học, Đức Đại Thánh Trấn Nam Trận Đạo, Đại Thần Nguyễn Âm Trực, Thần Bến Nghé, Thần Núi Ba Dì, và từ khởi nguồn đường Cơ Long Hổ năm 78 mãi cho đến ngày hôm nay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, nước Bắc Việt Nam. Nam mô hồn thiên sông núi từ bao đời của 100 bộ lạc Bách Việt xa xưa từ Trung Quốc cho đến hôm nay, hình thế cùng tất cả các vị thánh thần miền Trung miền Nam của nước Việt Nam. Nam mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp của cơ sở Kê Ti Nơi Gia của Hóa Tử, chư vị hộ pháp ở Long Cung, Thiên Long Giang. Hôm nay cung thỉnh các vị quy tụ về núi Thiên Long Sơn. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 2 Nhâm Thìn, ngày Giết Quán Tham, cũng là ngày khai đạo Thiên Tâm vào năm 2017, năm Đinh Dậu, tại nơi này núi Thiên Long Sơn. Vào năm Đinh Dậu, cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim. Đó là năm Đinh Dậu, cơ trời đã hé lộ, đạo đã ra đời từ năm đó. Mới đây mà đã trôi qua 7 năm lận đận lao đao, toàn cầu điên đảo, con Thiên Nhãn, Thái Tử Thiên Hoàng, Ngô Tướng Kiệt, Thiên Đức Kiệt, Giáo Chủ Đời thứ hai, Đại Đạo Thiên Tâm cùng Công Chúa, Long Cung, Quyền Châu, Thiên Hạnh Thảo, Hai Hài Nhi, Gia Quyến, Các Mại, Bố, Pháp Trung, Anh Bắc, cùng các thiện nam tín nữ và cùng các đệ tử họ Thiên xa gần khắp mọi nơi đến từ khắp các tiểu bang, đời tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị thiên trưởng, tiên trưởng, Bồ Tát, chư Phật, hội đồng chư Phật, hội đồng chư Bồ Tát và các thánh thần, chư vị sư phụ Phật Hoàng, Tế Công sư phụ, tổ sư phụ, đức thầy sư phụ, nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, các công chúa Thái Tử, Long Cung, Long Mẫu cùng Thánh Mẫu Đại Tỷ Tỷ Lữ Hạnh và 24 huynh đệ tỷ muội ở trên trời, các chư vị hộ pháp gia hộ cho Thái Tử từ xưa, chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con tới ngày hôm nay, nhiệm vụ đạo và đời. Di là Phật tuyển chọn con là người lãnh trọng trách cao quý, hạ phàm mang thân người Việt Nam lập Đại Đạo Thiên Tâm tại núi Thiên Long Sơn này, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, vào thời kỳ cuối Hạ Hạ Quân, là đại phước cho dân tộc Việt Nam, một nước nhỏ bé mà có Phật Thánh Tiên đồng hạ phàm che chở, một mà che chở mà chịu quá nhiều khổ nạn, binh đao huynh đệ tương tàn, liên tục nhiều nghìn năm chinh chiến không ngừng nghỉ, đói khổ, khổ đói triền miên, rồi bị ngoại xâm mưu đồ thôn tính diệt chủng, Đảng Cộng sản chủ thuyết các Mác Lênin, thể chế vô sản, xã hội chủ nghĩa vô thần hiện nay, để dân tộc thụt lùi, lạc hậu thua kém hơn cả các nước nghèo lân bang. Con cháu phải tha phương cầu thực khắp mọi nơi từ năm 1975 và mãi cho đến thời gian hiện tại. Đi làm dâu, đi sanh dùm, đi lao động quốc tế, bị biết bao sỉ nhục. Tất cả các lãnh đạo không ai là không tham nhũng, không ai không làm triệu phú, tỷ phú, qua đêm bỏ mặt quốc gia, bỏ mặt truyền thống lịch sử oai hùng, bỏ mặt dân đen chết như riệp, thiếu thuốc,
thiếu ăn, ai ai cũng đều có tội. Với quốc gia có tội với đồng bào, dân tộc. Với trời Phật có tội. Với hồn thiên sông núi có tội. Với cha ông có tội. Với người dân có tội. Với chính lương tâm của mình. Là một quốc gia bị quốc tế liệt kê vào tham nhũng số 1 trên thế giới. Không lo cho dân mà chỉ lo cho phe nhóm lợi ích cá nhân mà thôi. Đó là riêng nước Việt. Thiên tâm ra đời là đại đạo sẽ lo rộng rãi trên khắp thế giới, sẽ gom tất cả các đạo về một mối trong tương lai. Sau thời vàng kim không còn cái ác hiện hữu trên quả địa cầu, chỉ còn lại cái thiện. Đưa thế giới nâng cao trình độ văn minh, hiền lành, thánh thiện, không còn hung ác, không còn mất đạo đức, mất niềm tin. Đưa nhân sinh trở lại gần thánh thần trời Phật, không như hiện nay. Thế giới sẽ không còn bệnh dịch, thiên tai, đói khổ, kinh tế toàn cầu suy sụp, nạn di dân, nạn thánh chiến, nạn thi đua vũ khí hạt nhân, nạn thế lực giàu có tác oai tác quái, nạn các nước mạnh hiếp các nước yếu, các lãnh đạo độc tài gian lận phòng phiếu làm thế giới hôm nay đảo lộn, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi như hiện nay. Tất cả những cái xấu, cái ác như trên từ từ sẽ tự động biến dần theo đồng bộ, như những tiên tri theo cơ trời đã sắp xếp cả hàng nghìn năm qua. Các tiên tri của tất cả các đạo như Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các nhà tiên tri lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới đều tiên tri tiên liệu sẽ có cuộc đại sàng lọc từ ác qua còn thiện, và sẽ có thế chiến biển Đông, thế chiến thứ ba sắp sửa xảy ra. Nga, Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, Búa Liền sẽ bước sang trang. Hôm nay Hồng Ấn nước Việt gia ban ra một tổ chức quy mô thu nạp hiện tại hải ngoại, khắp người chiêm hiền sẽ về xây dựng lại một nước Việt Nam đang nợ nần nghèo khổ, nghiệp lan tràn khắp cả nước, và sau này sẽ trở thành một nước hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Một tổ chức để đoàn kết tất cả các phe nhóm, con cháu đồng tiên, con cháu là hồng, những người chắc ẩn với non trong biên con được hồng ân cát. Chứ vị thường xuyên che chở gia hộ cho tới ngày hôm nay, chứ vị thường xuyên dạy dỗ nhắc nhở là sau này khi con về nước cộng đồng thì phải lấy ân báo oán, con luôn luôn ghi chép, con luôn luôn khắc cốt ghi tâm những lời dằn ngọc đó của các chư vị dạy bảo hơn 40 năm qua. Đảng Thiên Việt đã được ra đời rồi, và đại phước con cảm ơn cha mẹ tỷ tỷ và các sư phụ, đức thầy Đại Thánh Dương, Đại Thánh Quân, Đại Thánh Văn, Đại Thần Trần Đạo, Đại Thần Nguyễn Trịch Nam Giang, bao nhiêu năm đào tạo con nên người đời lẫn đào. Một thằng bé nghèo khổ lang thang đường phố Cali, lúc rời quê hương mới 14 tuổi, tiếng Việt không rành lớp bốt, mà hôm nay không ngờ lại là một giáo chủ một đài đạo, rồi không lâu sẽ dìu dắt dân tộc thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực. Đó là do cha mẹ thương xót cùng chư vị gia hộ nên mới còn sống sót tới ngày hôm nay. Con nguyện sẽ không phụ lòng cha mẹ các chư vị. Con còn mang thân phàm trần, có gì không đúng xin